Hello anh em hôm, nay tôi sẽ cho anh em, thấy thằng Aki nó fake 2 kê chi en, anh em nghe cái này cái đã. Đây là những điều quan trọng. 1. Thằng Aki dùng lip để cho âm lượng của giọng bé xuống và sẽ giống người lớn. 2. Phần mềm lip quả, nó dùng rất dễ để chúng ta phân ra vài huyện của giọng. Nên kết luận, tôi thấy âm của giọng trên nghe kít, nên kết luận thằng Aki, nó chỉ là một đứa trẻ con. Vì